lộc nhũ phụng thân, lấy sữa hươu phụng dưỡng cha mẹ. Bringing deer's milk to nurse his parents. Hiếu thuận lo toan khó nhọc tâm, thân người gia thú thợ săn lầm. Rừng sâu lấy sữa nuôi cha mẹ, chi hiếu gia bần nghĩa cử thâm. Đàm tử danh xưng đời mến tặng, tâm tử ruột phước trốn ươm mầm. Vũ phu cảm động dâng thêm sữa, đạo đức ngày nay mấy kẻ tầm. Vào thời xuân thu, có một người con hiếu thuận siêu việt tên là Tánh Đàm, người đời sau gọi là Đàm Tử. Cha mẹ ông đều đã già và mắt lại bị bệnh. Đàm Tử lo lắng trong lòng nên mới nói an ủi rằng: phụ thân, mẫu thân, cha mẹ muôn lần không nên âu lo, con nhất định sẽ tìm đủ mọi cách để chữa trị lành bệnh cho cha mẹ. Mẹ ông ta nói: Đàm Nhi, mẹ và cha con tuổi đã lớn rồi, sống không còn được bao lâu nữa. Nhưng này chỉ là rất ước ao muốn được uống sữa hươu. Sữa hươu? Muốn có được sữa hươu thật không phải chuyện dễ, và lại còn rất nguy hiểm. Chỉ sợ một khi có được sữa rồi thì e chẳng còn mạng để về nữa. Nhưng vì nhớ nghĩ đến cha mẹ, Đàm Tử quyết định bất luận có bao nhiêu gian truân đi nữa thì cũng phải nghĩ cách lấy về để làm thỏa mãn tâm nguyện của cha mẹ và báo đáp thâm ân. Một ngày nọ, Đàm Tử nghe người ta nói trên rừng Bắc Sơn rậm rạp thường hay có hươu ra vào. Thế là sau đó, Đàm Tử liền đến chợ mua da hươu mặc vào làm áo, cải trang thành hươu con, quyết định tiến lên rừng. Trong rừng, Đàm Tử đi qua đi lại, bốn bên tứ phía kiếm tìm. Trời càng lúc càng tối dần mà vẫn không phát hiện được con hươu nào. Trong lòng lo âu, đột nhiên Đàm Tử nghe có tiếng động. Đàm Tử liền vội vàng núp vào, một tiếng cũng không dám động. Nhưng chờ đã lâu mà vẫn không thấy có con thú dữ nào xuất hiện. Trong lòng tò mò, liền ngẩng đầu lên, tứ phía liếc quanh. À, hóa ra đây chỉ là một đám hươu con, chắc là chúng cũng đói rồi. Vậy nếu mình giả tiếng kêu của nó thì hươu mẹ nhất định sẽ mau trở về cho bú. Đàm Tử lanh trí kêu lên và lén lút ẩn náu vào trong đám hươu con. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, hươu mẹ trở về. Đàm Tử vui mừng phấn khởi và học cách làm như hươu con để lấy sữa hươu mẹ. Sau rồi mới bỏ vào bình và mang về cho cha mẹ uống. Từ đó trở đi, Đàm Tử mỗi ngày cũng đều dùng cách này để lấy sữa hươu. Có một lần Đàm Tử đang lấy sữa hươu thì bỗng nhiên phát hiện có một đám thợ săn đang dương cung lặng lẽ tiến tới. Lúc bấy giờ, hươu mẹ cũng phát giác và kêu lên một tiếng thất thanh, làm cho các chú hươu con hoảng hốt bỏ chạy tứ phía. Chỉ có Đàm Tử nhất thời không biết làm sao nên ở tại nơi đó. Khi thấy thợ săn sắp sửa bắn tên, Đàm Tử vội vàng kêu lớn lên: xin đừng có bắn. Các thợ săn giật mình khủng khiếp, không hiểu tại sao con hươu này lại đột nhiên biến thành người. Sau đó Đàm Tử mới kể rõ sự tình cho các thợ săn nghe. Các thợ săn nghe rồi, lòng đều kính nể và nói: Đàm Tử, người thật là hiếu thảo. Ta từng tuổi này, đây là lần đầu tiên gặp phải người kỳ dị như thế. Ta cũng có một chút sữa hươu ở đây, người hãy cầm lấy mang về. Đàm Tử nhìn các người thợ săn, lòng cảm kích bất tận, hai hàng nước mắt lưng tròng, rồi mang sữa hươu về nhà.
Lão thân từ Lộc Nhũ, thân quải Lộc Mao Y, nhược đất cao thành ngữ, sơn trung đái tiễn quy. Cha mẹ thèm sữa hươu, da hươu áo khoác vào, nếu không kêu lớn lên, giữa rừng tên bắn ngay.